giờ cái con này nó bị cháy quạt cái động cơ hút. Giờ em tắt lại một lần nữa này cho nó chạy, nó bốc khói lên. Đây, cái chỗ này nó rú rú lên xong nó sẽ bốc khói ra này. Khét nẹt luôn. Đây, nó bị rú đây. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra xem có cần thiết phải thay cái động cơ hay không. Bây giờ sẽ là tháo này, cho hết các phụ kiện. Tắt máy này, tắt nguồn. Còn công tắc nguồn 5 giây để nó tắt đi. Em cho hết các phụ kiện này, đúng rồi. Rồi, bây giờ tháo cái mặt trước này, trước. Ok. Tháo ốc luôn. Có 3 con ốc bản này ở bên này và bên kia cũng có 3 con. Đây, không này nữa. Ok, xóa cái này ra luôn. Xong mình sẽ nhấc cái nắp cao su này ra. Đây có một con ốc nữa. Em nhớ phải để riêng tất cả các con ốc này ra, nó khác nhau đấy. Có 4 con ốc ở đây, nó ngắn hơn, mình cũng phải để riêng thôi. Rồi, thì em sẽ kiểm tra luôn cái cụm này, nó có bị cắt tóc không thì em sẽ gỡ hết tóc ra cho khách. Lại gỡ như hồi vừa rồi. Đúng không? Đây anh bảo em thế em sẽ không thể gỡ được. Này giữ cho anh. Có một cách đơn giản hơn, mình không cần gỡ ra, ngồi mình gỡ hết tóc ở đây ra, không thì như thế này, anh chỉ cho em cách, em tháo nó ra. Thì bây giờ mình không cần phải giật cái đấy ra làm gì, mình chỉ cần nhặt ở dưới này thôi. Đấy, rất nhiều tóc này, nhặt thật sạch, chỗ này là quan trọng nhất. Cỡ cả dưới chân. Xịt dung dịch bôi trơn. Ok, xong em lại di chuyển lại này. Xong lại bắt vít. Thank you.
con vít này thì mình tháo, mình siết vào vừa tay. Em quay thấy nó đều tay là ok. Rồi, giờ em tiếp tục tháo ấy. Em tháo ấy. Ở đây thì không còn ốc để tháo nữa rồi. Lần ngược lên. Đây anh bảo bị ham ấy, thì em phải dùng một cái vít, em phải dùng một cái vít nó vừa. Đây anh bảo tăng lực lên này, đây nhá, nó đang là min này, tăng xoay tiếp này, ok thế được rồi. Giữ thật chắc. Đó. Xách tóc. Ok, tháo hết ốc. Con này nó bị vỡ đúng không? Thì em dùng một lực thật mạnh này. Đẩy thật chặt xuống. Con ốc này tí mình sẽ thay con ốc khác cho khách. Con ốc này bỏ đi nó hỏng rồi. Giờ em sẽ thay vít nhỏ hơn, tháo pin trước. Đẩy ra đây, bấm thật chặt. Ok. Đây, motor sử dụng 3 cái nhé. 1, 2, 3. Cho anh cái quạt. Nước hay sao? Rồi, con này luôn đi. Xếp thẳng xuống. Em sẽ theo thứ tự này. Em tháo cái này trước tiện hơn. 4 con ốc này. Nhấc ra. Rồi. Đây, đây, đây. Liên tục đi, đây, đúng, hết luôn. Tất cả những con ốc em nhìn thấy. Trừ hai cái bánh. Cứ mạnh tay mà. Bọn ốc mỏi tay luôn. Đây.
Nếu mà không có máy bắt ốc này thì bạn từ sáng đến tối không thấy nó ra. Đây nó có tương tác luôn ạ. Trong này có cái gì? À, nó bị hàn, hoặc nó có bị vướng một cái gì? Đây, giáp. Đây, em sẽ xoay xoay. Được rồi, nó vào rồi đấy. Xong ấn thật mạnh. Rồi, ra đây. Có em. Tất cả những con nào em nhìn thấy ra đi. Cản trước này được. Con ốc này nó bị hàn này, nên là mình sẽ phải siết thật mạnh. Đây, anh siết cho. Ừ, chắc em vẫn siết được. Thế là nó bị trần đấy. Đẩy thật chắc xuống dưới. Hàn nhiều sao vậy? Ừ, nó hàn hẳn rồi. Thế nên là kể cả một con ốc không hàn ấy, khi mà em vặn thì em phải ấn xuống dưới, không nó sẽ bị tuyết đầu. Nó chỉ được thế thôi. Ok, đây, cho hết rồi. Được rồi, nó bẩn đúng không? Rồi, cho cái cản này ra này. Ok. Giờ quan sát lại một lần cuối cùng này. Xem tất cả những con ốc cho hết ra chứ. 1, 2. Tất cả những con ốc ở đây. Em nhìn xem con nào. Chắc hết đúng không? Hết rồi đấy. Rồi, thế thì bây giờ mình có thể nhấc ra được. Em mở ra. Thấy nó nhẹ nhàng chứng tỏ nó ra được. Thì cái con khét à? Đây, cái con này nó bị cháy. Đúng không? Thế giờ mình sẽ thay cho khách. Cái này sẽ nó bị chắn này, cái này vứt đi. Để riêng đúng không? Giữ chặt, rút cáp. Con này rút thoải mái. Cái cao su nó hơi bẩn thì chạm nhẹ vào. Đây. Thay luôn cho khách một con động cơ xịn theo máy. Giờ em sẽ làm sạch hết chỗ này. Đánh sạch hết các chỗ này. Con này chắc bị nước vào, bị cháy, chập, chập hết ở đây. Đây, cánh quạt còn bị tắc này. Tắc này nó sẽ không hút được khí vào nữa. Nên là khi mà mình dùng, có thể là mình dùng cái tấm lọc HEPA bị hết hạn hoặc là hàng không xịn, nó sẽ gây tình trạng bụi nó phi cả vào trong động cơ ở đây, zip vào đây. Cứ thổi từ đây qua đây được không? Không cần, em thổi ngược lại. Đây không quan trọng lắm đâu. Thế được rồi. Có quà tí nữa. Để các chỗ ok này. Kiểu nó không vậy.
Ok, sạch rồi. Rồi, bây giờ gắn động cơ. Không sao, thế này anh sẽ vẫn để mình tiếp khách. Đây, bây giờ đấu đây. Chắc em biết đấu đúng không? Đầu tiên gắn cái cao su này. Đúng rồi, chính xác. Cho khớp vào đấy. Không để anh thay một con động cơ khác. Em lấy con động cơ khác xem. Nguyên hẳn luôn ạ. Thôi em chào chị. Mình sửa máy đúng không? Ừ. Máy của mình bị sao? Nó không chạy, bật nguồn lên đó. Vâng. Để em không chạy. Chị có mang cả phụ kiện qua không? Chị đã xong chuyện. Vì máy của mình nó hơi đặc biệt đấy. Em mình sẽ ngồi. Nên là mình phải mang cả cái phụ kiện này theo không thì bên em không có cái đồ kiểm tra. À? Vâng. Phải ít nhất là có cái sạc. Đúng rồi, máy đấy có cái đầu cắm sạc trực tiếp không? Có một cái lỗ cắm nhỏ nhỏ không có không? Đây bắt buộc phải mang sạc qua thì mới xử lý được. Thế à? Vâng. Đây, ok. Thay một cái động cơ mới này. Rồi, em gắn vào đi. Chị gái chị dùng riêng chị cũng không dùng chị. Đây, em sẽ nhìn vào cái lỗ này. Cho nó hai cái vào cái lỗ này trước. Nó như thế nào nó không chạy gì? Đấy, chỉ như thế thôi không chạy. Cái đấy nó bảo pin nhiều. Sạc kể sạc pin đầy cũng không ấy, còn bây giờ nó hết pin đấy, nhưng mà kể lúc sạc pin đầy cũng không. Nó chỉ có sạc thôi, bây giờ không có sạc. Thế chị vẫn phải mang sạc qua nhé, mang sạc qua xong trước mắt này em sẽ thay pin để xác định xem là pin hỏng hay là sạc hỏng thì mới biết tiếp được. Cái máy của chị hơi đặc biệt, ví dụ máy sạc của em rất nhiều nhưng mà cái nguồn điện áp nó khác với cả cái đầu kết nối nó khác. À, thế à? Vâng. Hôm định mang đi xong rồi vì bảo là chưa có thời gian nó có bị sửa mà chỉnh chuẩn để xong xem nên là chị mang đi về. Đây là số chị đúng không? Số chị con đi ra đi. Đây là Hạnh. Vâng. Vâng, thế thì chị cứ mang về trước đi, bao giờ mình mang đủ cả sạc qua đây em mới cắt được. Chẳng biết bao giờ mới về, liệu dụng này dịch giá đang lằng ngoằng như thế này, không biết đâu. Vì cái dòng này của mình là dòng cực kỳ đặc biệt ấy. Vâng. Em không biết phải hôm trước chị nói chuyện điện thoại với em không nhỉ, hay là... Có khi em đấy. Vâng. Tại vì chị dâu chị mua mà em giới thiệu với em. Vâng. Có khi chị nói chuyện vâng, với em. Vâng, thế chị nói chuyện với em đấy. Vâng. Số 95 hay là 295 hay gì. Vâng, vâng. Chị bảo chị gửi cái chuyển phát cho cái sạc. Gửi nhờ, bảo gửi ra nhỉ? Vâng, gửi chuyển phát nó rẻ thôi ạ. Gửi bưu điện hoặc gửi cái gì đấy. Ừ. Vâng. Để chị gọi, nhưng nếu được chị để máy ở đây đỡ phải xách đi xách lại thôi. Chị có đấy. Ok, cái này xong rồi này. Thì cái dây, đúng không? Cái dây đi vào khe bên này. Đúng, khe ngoài. Như thế là được. Nhưng mà chủ yếu cái chỗ này. Cho xuống luôn. Đây, ok, chuẩn rồi. Con này mấy cái linh kiện ở trong đây vẫn sạch sẽ, không vấn đề gì. Chị vẫn có khô. Gửi được cái củ sạc của cái con robot ra không? Bạn lại phải gửi qua tận ấy nhỉ, phải ra tận cái đình xa lắm rồi. Thì nó bốc khói nó đen cả đây. Không, thì gửi điện lại, gửi bạn gửi theo ấy.
Đây em ốp lại. Em sẽ thử dựa vào một cái nằm chuẩn này. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Thả dần xuống. Ở đây đủ phụ kiện của nó nhé. Chị cứ để ở đây nhận nhé. Vâng, chị đấy cũng được. Xong bao giờ chị gửi thêm qua cho em kiểm tra mới chuẩn được. Ví dụ em sửa máy cho chị xong về nhỡ cái... Tức là nó... Là do cụ sạc hay là do gì mà? Nó kiểu gì nó vẫn là hỏng từ máy. Nhưng mà sửa máy xong rồi sạc vẫn hỏng. Thì phải có cả sạc thì mới sửa được hết. Vâng. Ok, xong. Bây giờ gắn. Gắn thì ngược lại. Sẽ gắn mặt dưới trước, mặt trên sau. Ờ, đây nó vẫn bị vênh. Không, để anh phải kiểm tra lại xem. Đây chỗ này bị vênh. Mình gắn chưa chuẩn. Rồi ok, em nhấc lại ra. Thì chỗ này nó bị đẩy. Chỗ này nó sẽ đẩy vào trong giữa bên này như này. Thế được rồi. Đúng không? Đấy, chỗ đấy nó bị vênh ra, nó sẽ đẩy vào. Đây, giờ bắt ốc thôi. Thả ốc này, em bắt đi. Anh thả vào cho. Sao không bắt? Chị về là em nhé. Dạ vâng. Bao giờ chị gửi đến thì em sẽ kiểm tra cho chị. Tạm thời em cứ nhận máy của chị trước. Dạ vâng, em chào chị. Hoặc là chị gửi thẳng đến địa chỉ của em luôn ấy, đỡ phải vòng qua chị. Nhắn em nhắn cho chị địa chỉ đầy đủ đi. Em vẫn cứ ghi như cái hôm nọ địa chỉ em nhắn tin cho chị là số 3 ngõ 4 Đặng Thế Thông. Vâng, xong là tên người nhận là Trần Nhật Lệ đấy. Hôm trước là em gắn cả cho mình, à, em nhắn đầy đủ hết cho mình nhé. Em xem lại cái địa chỉ đấy của mình đầy đủ chưa? Đấy. Cái gì đấy? Đây, giờ còn cái motor chuyển cảnh nữa, ba con không? À, anh có một cách. Em xỏ vào đây trước. Xong tí thả xuống. Xỏ ba con.
Chị nhớ là chị chỉ định ghi chị trầm nhạt thôi mà. Có vẻ hợp lý hơn. Đây còn đây đừng đừng quan trọng nó vỡ. Đây em nhìn nhận nó sẽ bị nứt này. Đúng không? Con này chỉ cần vặn hơi tí là nứt luôn. Ok em vặn đi. Vào cái thôi luôn. Ok đúng không? Cuối mấy cái ngon của Xiaomi nó hơi đẹp. Rồi. Mình xem, vậy xem mình xem. Đúng không? Em như thế. Vậy chéo một bên. Chờ này. Vâng. Có ấy được bên trong đâu ạ? Tại vì nó vào cả bên trong luôn, tóc. Bên trong ấy ra được nhưng mà không cần đâu. Đây xem. Không cần thế này được rồi. Còn mua chân ít nữa. Rồi. Rồi, ngay chân rồi. Không, chỗ đấy cứ để cho nó ngâm. Tí nữa mình gắn vào rồi mình đánh xong. Sẽ gắn cái cụm LDS vào này. Vào cái là thôi luôn. Xin sạch cái tấm đậy này. Đậy em vặn tiếp. Đây nó sẽ có hai con ốc nhỏ.
hơn 30 phút rồi. Ok, bạn tiếp này. Đây vẫn có một con. Một con nó bị rơi từ đâu ra? Đây, nó rơi ở đây ra. Rồi, gắn pin này. Em bẻ cái chân này nó cong như thế này thì nó sẽ đâm vào như thế. Là rồi đó. Thả xuống. Cái này thì mình sẽ phải gắn cái cảm này. Trước khi gắn cái này không được, gắn cái cảm trước. À, đây chân pin vẫn còn không? Em sẽ đỡ vào đây. Rồi giữ cả cái này và giữ cả cái chân pin ở dưới, xong xoay ngược đi. Em đẩy ship vào trước. Đây. Giờ ốc mình sẽ ưu tiên những con ốc không bị hàn để em bắt những cái vị trí quan trọng trước, ví dụ vị trí ở đầu này. Những con ốc mà ít bị hàn. Đây. Vào cái này thôi luôn nhé. Nó không vào, thế là nó bị... Em đang cho ra. Được, ok. Anh xếp cho. Sẽ hơi dùng được hơi kỳ. Cái ông này đánh thơ bên bẩn đúng không? Không thua, nó bị cắt đầu. Đánh vào nó chỉ sáng hơn thôi, nó rồi, chẳng có tác dụng. Bị hàn thì vứt đi, mình sẽ thay một con khác, sẽ thay một này. Khách vào nó bị không về được lúc sạc thì thường là do cái điểm tiếp xúc của nó nó sạch. Em tiếp tục vặn đi. Vặn hết xong rồi. Lấy cho anh cái dưới ăn. Đây là cái đốc của khách. Đánh tiếp.
gắn chữ cạnh nhé. Chữ cạnh nó đây. Chữ cạnh này anh sẽ cho khách một cái chữ cạnh khác. Thôi thì gắn xong. Đưa gắn mặt trước để test phần này trước. Bật nó lên. Không lên. Xong. Bây giờ test. Bây giờ test.请冲回尘盒及滤网。嗯，叫我。大哥，你听叫我。从盒中滚，开始清扫。对。我提一下的。OK。